Còn điểm khác nhau giữa bar, pub, club và lounge là gì? Đầu tiên phải nói về đồ uống chủ đạo. Cùng là phục vụ đồ uống có cồn là chính, nhưng đồ uống chủ đạo của bar là cocktail, của pub và club là bia hoặc là rượu mạnh, của lounge thì là rượu mạnh như là whisky, bourbon, brandy v.v. hoặc là rượu vang, và thường mang tính thưởng thức cao hơn các loại hình trên. Về đồ ăn chủ đạo thì đồ ăn chủ đạo trong bar và club thường là các loại hạt, quả khô, đồ ăn nhẹ. Trong club thì thường có thêm trái cây tươi, một số bar thì có phục vụ vài món giàu protein, mặc dù là mình ít khi thấy người ta gọi những món đấy. Tại pub thì đồ ăn có thể phong phú và đa dạng hơn nhiều, từ ăn nhẹ cho tới ăn nặng nặng một tí. Còn với những lounge thì phục vụ rượu mạnh là chủ yếu, món ăn nếu có thì thường là hạt, quả khô, phô mai, thịt xông khói. Một vài lounge mình thấy trong menu thì có ghi cả steak hay là sashimi, nhưng mà mình chưa gặp ai gọi nó bao giờ.